cảnh giới tâm hồn ai hiểu rõ sẽ thành công tâm hồn cũng có tầng thứ hay sao kỳ thực tâm hồn là có tầng thứ và tầng thứ của nó có thể quyết định đến thành bại cả một đời của mỗi chúng ta người ta thường hay dùng chức vị và tài năng để đánh giá phẩm cấp của người đàn ông dùng dung mạo và khí chất để đánh giá phẩm cấp của người phụ nữ nhưng rất ít người đi đánh giá phẩm cấp của tâm hồn tâm hồn là có tầng thứ hơn nữa tầng thứ của nó lại quyết định thành bại cả một đời của con người chúng ta cảnh giới cao nhất của tâm hồn là kính sợ cảnh giới thứ hai của tâm hồn là từ bi cảnh giới thứ ba của tâm hồn là cảm ân cảnh giới thứ tư trong tâm hồn là khoan dung cảnh giới cao nhất của tâm hồn là kính sợ giống như tín ngưỡng và tôn giáo phần ngoan đạo đó dù cho phong ba hay bão táp cũng không lay động đứa thương gia coi trọng thành tín bạn bè coi trọng thành tâm vợ chồng lứa đôi coi trọng thành ý vì sao lại như vậy bởi thói đời xuống dốc những thứ vốn là điều căn bản này cũng phải mang ra tiên giảng vì túng thiếu nên mới khát khao có được nếu như mỗi một người đối với quy tắc điều loát luân lý đều ôm giữ lòng kính sợ theo bản năng trong giới làm ăn xem trọng chữ tín trong giới quan chức xem trọng công chính liêm minh trong quần thể xem trọng nhân nghĩa trong tình cảm xem trọng thủy chung được như vậy thì thế giới này sẽ tốt đẹp vô cùng nếu một người đàn ông có tâm kính sợ thế thì anh ta nhất định là cực phẩm tốt nhất sự nghiệp nhất định sẽ thành công thuận lợi gia đình hạnh phúc vợ hiền con ngoan giao thiệp rộng rãi còn nếu một người phụ nữ có tâm kính sợ thế thì đương nhiên người phụ nữ đó cũng là cực phẩm tài nghệ song toàn khí chất phi phàm giàu lòng nhân ái thật là hiếm có trên đời cảnh giới thứ hai của tâm hồn là từ bi có người nói mức độ tiến bộ của xã hội được quyết định bởi lòng từ bi điều này rất có đạo lý mỗi một xã hội đều có kẻ yếu kẻ mạnh từ xa xưa đã làm mạnh được yếu thua đến tận hôm nay vẫn là cá lớn nuốt cá bé cá bé nuốt tôm con nhưng cái mạnh mẽ thật sự chính là mạnh mẽ trong tâm hồn là tấm lòng rộng mở của biển lớn dung nạp trăm sông nghìn xuống là khí chất cương trực của núi cao sừng sững hiên ngang giữa đất trời. Mỗi một người ngay từ cái ngày cất tiếng khóc chào đời đã định sẵn con đường nhân sinh mà họ phải đi. Có con đường rất dài, có con đường lại rất ngắn. Có người thì thành công, có người lại thất bại, cũng có người đại thành đại bại luân chuyển trăm nghìn lần. Không kể con đường thế nào, cuối cùng đều sẽ quy về hư vô. Giá trị của sinh mệnh nằm ở chỗ được người khác cần đến cũng giống như giá trị của đồng tiền nằm ở chỗ được người khác tiêu dùng. Con người ta cần phải có lòng từ bi trong tình huống khả năng cho phép có thể làm nhiều việc cho người khác dù đó là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể cũng đều thể hiện giá trị của sinh mệnh. Người đàn ông có lòng từ bi sẽ là hàng thượng phẩm. Anh ta nhất định là người lương thiện nhân hậu. Mọi việc khiêm nhường có phong thái của giới thượng lưu. Người phụ nữ có tâm từ bi cũng là thượng phẩm. Nhất định là người có tri thức hiểu lễ nghĩa thông minh hiền thục có phong thái của hiền thục nhi nữ. Cảnh giới thứ ba của tâm hồn là cảm ơn trước kia có bài báo đưa tin về một cụ già kiện bảy người có con không làm tròn trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ, sau khi xem xong tôi không khỏi đau lòng và những vụ việc đau lòng tương tự thì thời nào cũng có, một người mà ngay đến cả cha mẹ mình cũng không giữ được lòng cảm ơn, liệu người đó có thể cống hiến được gì cho xã hội đây? Cha mẹ cho chúng ta sinh mệnh, dành hết tình thương cho chúng ta, cho chúng ta cả một khung trời ta nỡ lòng nào khiến nước mắt tang thương trong lòng họ chảy dài đây, không yêu thương cha mẹ của mình mà đi yêu thương người khác là trái với đạo đức không kính trọng cha mẹ. Mình mình mà đi kính trọng người khác là trái với lẽ thường. Theo hiếu kinh, lòng cảm ơn bắt nguồn từ chữ hiếu. Nếu là người bất hiếu thì sao dưỡng thành lòng cảm ơn? Người đàn ông biết cảm ơn là hàng thành phẩm, là người bạn đời có tinh thần trách nhiệm đáng để tin cậy, là người đàn ông đáng để nương tựa. Người phụ nữ biết cảm ơn cũng là thành phẩm, nhất định là người phụ nữ chuyên cần vươn lên, biết yêu thương quan tâm đến gia đình. Cảnh giới thứ tư trong tâm hồn là khoan dung, nước không nằm ở độ sâu, dung hòa rồi mới trở thành lớn mạnh, khoan dung với người khác cũng là khoan dung với chính bản thân mình. Mỗi một người đều không thể sống yên biển lặng mà đi hết cả cuộc đời, đều sẽ gặp phải trông gai và sóng gió. Những người và sự việc đã qua quả thật khiến chúng ta chua xót. Hãy khoan dung với mọi người, tha thứ cho người khác chính là thiện đãi chính mình, bởi cứ mãi canh cánh trong lòng chỉ có thể làm rộng thêm vết thương của chúng ta. Trong quá trình trưởng thành, ai ai cũng mắc nhiều sai lầm, có những việc vẫn có thể vãn hồi, có những việc không thể nào bù đắp lại được. Hãy tha thứ cho quá khứ của chúng ta bởi tha thứ cho quá khứ của ta chính là thiện đãi tương lai của mình xem những trải nghiệm trong quá khứ là món quà của sinh mệnh thì cuộc sống trong tương lai mới có thể tăng thêm màu sắc cớ sao cứ phải đợi đến ngày cuối cùng của cuộc đời mới biết được sinh mệnh đáng quý như thế nào có thể sống cuộc sống bình an thì đã hạnh phúc lắm rồi tâm hồn là có phẩm cấp phẩm cấp của tâm hồn quyết định nhân cách quyết định phẩm cách quyết định vận mệnh một đời của con người